Chanh vàng Mỹ loại quả tròn, hàng thoát thân bạn ơi. Cái quý của những cái cây này là gốc của nó là gốc nguyên bản nhé bạn nhé, chứ không phải là gốc ghép nhé bạn nhé. Hai nữa là cái đường kính gốc thì nó to bằng như đây, là to hơn cả ngón tay cái của mình luôn. Đấy. Cái này thì bằng được ngón chân cái này, to bằng ngón tay cái, ngón chân cái. Và thoát của nó là 1, 2, 3, được tầm tùy từng cây ạ, 50 đến 60 cm ạ. Tổng chiều cao của cây thì cao khoảng tầm 1m2. Có những cây như cây đằng sau này là cao khoảng tầm 1m8 luôn. Không, lô này thì chắc là cây nó cũng phải tầm 1m rưỡi, mét rưỡi đến 1m7, 1m8. Cây nào cây nấy đang quả nhông nhóc luôn ạ. Quả rất là sai và nhiều luôn. Đây, nó cứ từng chùm này. Chanh này rất là sai. Cái hàng này thì là có hai loại quả, một loại quả tròn và loại quả dài. Các cái cây mà các bạn đang xem này là thuộc loại quả tròn nhé bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua chanh vàng Mỹ quả tròn ạ. Cây nào cây nấy đang quả, quả cứ lúc liễu từng chùm như này luôn ạ. Thoát thân, đẹp. Đây, quả của nó to to như quả cam như này luôn. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng alo ạ, 097 797 3535 ạ. Vận chuyển toàn quốc được ạ. Đây rất sai quả, nhiều quả luôn ạ. Ngoài cái hàng thoát thân như này thì nhà mình còn có cả những hàng bụi, cao khoảng tầm 1m2. Cây nào cây nấy cũng đang quả như này ạ. Thì vui lòng alo nhá, 097 797 3535 ạ. Quả cực kỳ sai luôn ạ, bạn nhìn này. Một cái cây xíu xíu như này thôi mà phải tầm này cũng phải tầm 15 quả luôn ạ. Đấy, rất là nhiều quả. Hơn 15 quả. 097 797 3535 ạ. Cảm ơn các bạn ạ.